đi chơi với bạn bè, sáng ngủ rồi chiều đi chơi. À, Tết này thì anh sẽ làm gì? Tết này hả? Tết này cùng ăn cùng ngủ thôi. Anh ăn bận rồi. Tết không làm gì hết ạ. Ăn Tết. Chị về quê với bố mẹ. Chị hả? Chị về nhà. Dạ, về nhà. Ở nhà đi ngủ. Có bàn chân lặng lẽ giữa dòng đời như nước. Chắc là bên bố mẹ nhờ. Tại anh là vẫn còn ghét ai. Con gái chưa một lần yêu ai. Còn nãy nữa, gấu. Đêm thường em ngủ em biết. Con chó của anh được không? Anh ở nhà với ba mẹ. Chị đi ngủ. Ở với ba mẹ. Mẹ. Có bàn chân lặng lẽ. Mà sẽ dẫn chị đó đi đâu á? Đâu hả? Em chưa gấu rồi. Câu này khó ghê. Chị đi chơi với mọi người. Ý là em hỏi bạn trai. Bạn trai ở đâu chị không biết. Ô, bà gái anh à. Chưa có lấy đi em. Người yêu chị đâu có ở đây đâu đi. Đi xem bắn hoa. Người ta cho tiền mình đi. Xong rồi mình bảo là thôi con lớn rồi, con không lái đâu. Nhưng mà mình vẫn lái rất là nhiệt tình. Thảo Mai là gì hả? À, em bận việc gia đình. Thôi mà. Khi ngoại anh lì xì anh kêu thôi mà. Thôi mà ngoại. Năm mới vui vẻ. Năm nay con muốn lấy chồng. Chưa muốn lấy chồng. Tất nhiên là có rồi. Chụp hòa thánh chụp. Chụp cho trắng thưởng không? Trắng thưởng thì chụp. Trắng thưởng là chụp, còn không thì thôi. Tất nhiên là không rồi. Trời ơi, nhan sắc anh này chịu cho lên không một tấm không chứ. Có. Tự nhiên rồi, 1 triệu hả? Có chứ. Có. Sao không?